Xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong bài học hôm nay. Các em thân mến, có bao giờ các em tự hỏi loài người chúng ta có nguồn gốc từ đâu và được phát sinh như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, hôm nay cô mời các em cùng tìm hiểu bài 34 Sự phát sinh loài người. Nội dung bài học hôm nay gồm 1. Quá trình phát sinh loài người hiện đại 2 người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa. Trong nội dung 1, các em sẽ nghiên cứu hai nội dung sau. Một, bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người. Hai, các dạng vượt người hóa thạch và quá trình hình thành loài người. Như chúng ta đã biết, tất cả trên trái đất có cùng một nguồn gốc và được tiến hóa qua quá trình lao dài dưới tác động của các nhân tố tiến hóa để hình thành sinh vật như ngày nay. Vậy, Loài người chúng ta có nguồn gốc từ đâu? Cô mời các em cùng tìm hiểu phần một nhỏ bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người. Trước hết, các em quan sát mô hình bộ xương của một số động vật. Bộ xương X. Đây là bộ xương người, bộ xương thú, mỏ vịt. Bộ xương của người và các động vật có xương sống có nhiều điểm giống nhau. Bộ xương đều gồm các phần: xương đầu, xương thăng xương các chi xương ếch cũng gồm xương đào xương thăng và xương các chi thú mỏ vịt cũng gồm xương đào xương thăng xương các chi ngoài ra các thành phần cấu tạo của bộ xương cũng có nhiều điểm giống nhau ví dụ các em quan sát xương chi trước của ếch xương chi trước của ếch xương cánh tay của người xương chi trước của thú mỏ vịt thì đều gồm các thành phần tương đồng xương gồm xương cánh xương cánh xương cảng đây là xương cảng của người xương cảng của thú mỏ vịt xương bàng đây là xương bàng và xương ngấu xương ngó. như vậy ở các động vật đều có thành phần cáo tạo xương tương đồng với người ngoài ra Cấu tạo của các hệ cơ quan ở người và động vật có xương sống còn có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ, chúng ta quan sát mô hình cấu tạo trong của tinh tinh và cấu tạo trong của người. Thấy rằng các hệ cơ quan như hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết vân vân được sắp xếp ở vị trí tương ứng và có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ, tim của tinh tinh, tim của người được sắp xếp ở vị trí tương ứng và đều có bố ngang. Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra bằng chứng giải phẫu so sánh như sau. Có nhiều đặc điểm giống nhau về giải phẫu giữa người và động vật có xương sống, đặc biệt là với thú. Ngoài những điểm giống nhau về giải phẫu so sánh thì quá trình phát triển phôi người cũng có nhiều điểm giống so với các động vật có xương sống sau đây đây là mô hình quá trình phát triển phôi người đây là một trong những giai đoạn đầu của quá trình phát triển phôi người nghiên cứu quá trình phát triển phôi người cho thấy trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển phôi người phôi thai có khe mang giống cá trong giai đoạn đầu tim có hai ngang giống cá sau đó tim có ba ngang giống lượng cư cuối cùng tim mới hoàn thiện bổ ngang. Ở giai đoạn đầu có lông phủ khắp cơ thể, có đuôi giống thú. Có đuôi. Sau đó, lông được rụng đi, đuôi được ti biến và phát triển thành cơ thể hoàn thiện. Từ phân tích trên, chúng ta có thể rút ra bằng chứng phôi sinh học so sánh như sau. Có nhiều đặc điểm giống nhau về quá trình phát triển phôi giữa người và động vật có xương sống đặc biệt là với thú. Ngoài ra, trong quá trình phát triển phôi ở một số người có thể chưa hoàn thiện, dẫn đến một số người có sừng, có lông phủ khắp cơ thể, có đuôi, có nhiều đôi vú. Đây được gọi là hiện tượng lại tổ, trở lại đặc điểm tổ tiên. Từ phân tích những điểm giống nhau về giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh, chúng ta có thể rút ra kết luận như sau. Người có nguồn gốc động vật và có quan hệ họ hàng gần gũi với động vật thuộc lớp thú. Trong động vật thuộc lớp thú thì vượn người ngày nay có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất. Vượn người ngày nay gồm vượn, tinh tinh, gorilla, đười ơi. Vậy vượn người ngày nay có những điểm nào giống so với người cô mời các em cùng tìm hiểu phần tiếp theo sự giống nhau giữa người và vượn người các tiêu chí gồm kích thước cơ thể cấu tạo bộ xương đặc tính sinh sản nhóm máu bộ rang tập tính trước hết kích thước cơ thể của người và vượn người đây là cơ thể người, đây là vượn người. Kích thước cơ thể người và vượn người gần giống nhau, chiều cao khoảng 1,5 đến 2 m. Vượn người và người đều thuộc lớp thú nhưng không có đuôi. Vượn người có thể đứng bằng hai chân. Như vậy, chúng ta có thể rút ra như sau: Về kích thước cơ thể, vượn người có kích thước cơ thể gần với người, cao 1,5 đến 2 m. Về cấu tạo bộ xương, các em quan sát mô hình bộ xương của tinh tinh, bộ xương người, hộp sọ tinh tinh, hộp sọ người. Quan sát trên mô hình cho thấy bộ xương người và tinh tinh có nhiều điểm giống nhau. Về xương sườn đều có 12 đến 13 đôi xương sườn. 12 đến 13 đôi xương sườn. Xương sống có 5 đến 6 đốt sống cùng. Răng đều có 32 chiếc răng. Như vậy, về bộ xương giữa người và tinh tinh, vượn người giống nhau như sau. Vượn người có bộ xương cấu tạo tương đồng với người với 12 đến 13 đôi xương sườn, 5 đến 6 đốt sống cùng, bộ răng gồm 32 chiếc. Về đặc tính sinh sản giữa người và vượn người có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ, cấu tạo tinh trùng của tinh tinh, cấu tạo tinh trùng của người giống nhau. Cấu tạo nhau thai của tinh tinh Cấu tạo nhau thai của người Giống nhau Ngoài ra người và vượng người đều Đẻ con nuôi con bằng sữa Người và tinh tinh có chu kỳ kinh nguyệt giống nhau Khoảng 28 đến 30 ngày Người và tinh tinh đều có chu kỳ mang thai khoảng 270 đến 275 ngày. Từ những phân tích trên, chúng ta có thể nêu như sau người và vượn người có sự giống nhau về kích thước, hình dạng, tinh trùng, cấu tạo nhau thai, chu kỳ kinh nguyệt. Người và vượn người đều có bóng nhóm máu, có hemoglobin giống nhau. Về bộ gen, chúng ta sẽ phân tích mức độ giống nhau về ADN và protein giữa người với các loài thuộc bộ khí. Bảng 1 so sánh phần trăm giống nhau với ADN người của các loài trong bộ khỉ cho thấy tinh tinh có phần trăm giống so với ADN người 97,6%. Vượn ghi bông giống 94,7%. Khỉ rê rút giống 91,1%. Khỉ vết vơ giống 90,5%. Khỉ camu chinh giống 84,2%. Galago giống 5 phần trăm. Từ bản phân tích này chúng ta có thể thấy rằng Tinh Tinh có phần trăm ADN giống người nhiều nhất, chứng tỏ Tinh Tinh có quan hệ họ hàng gần với người nhất. Sau đó đến Vượn bông, Khỉ Jesus, Khỉ phơ, vân vân. Ngoài ra người ta còn phân tích số axit amin trên chuỗi hemoglobin và so sánh sự khác biệt của axit amin trên chuỗi hemoglobin khác biệt so với người cho thấy tinh tinh có 0 trên 146 axit amin của chuỗi hemoglobin khác biệt so với người. Gorilla có 1 trên 146 axit amin khác biệt so với người. Vượng ghi bông có 3 trên 146 axit amin của chuỗi hemoglobin khác biệt so với người khi ta rút có 8 trên 146 axit amin khác biệt so với người. Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra ngắn gọn như sau. Bộ gen người giống tinh tinh khoảng 98%. Về tập tính, tinh tinh cũng có nhiều tập tính giống người. Biết biểu lộ tình cảm với đồng loại, thể hiện tình cảm vui, buồn, giận dữ. Tinh tinh cũng có thể cầm nắm các dụng cụ bằng hai chi trước. Như vậy, về tập tính. Vượng người có một số tập tính giống người, biết biểu lộ tình cảm, vui, buồn, vân vân. Từ những phân tích các điểm giống nhau giữa người và vượng người, chúng ta có thể rút ra được điều gì? Theo các em, có phải rằng vượng người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của loài người? Để hiểu rõ vấn đề này, cô mời các em cùng phân tích cây phát sinh chủng loại bộ linh trưởng. Đây là cây phát sinh chủng loại bộ linh trưởng. Đây là các loài trong bộ khỉ. Trục tung thể hiện các mốc thời gian. Không là thời điểm hiện nay. 10 triệu năm về trước. 20 triệu năm về trước. 30 triệu năm về trước. Quan sát trên sơ đồ cho thấy Tinh Tinh không phải là tổ tiên trực tiếp của loài người. Người và Tinh Tinh có cùng một nguồn gốc là một dạng vượt người hóa thạch cách đây 5 đến 7 triệu năm. Sau đó, loài có quan hệ xa hơn với người là gorilla, tổ tiên cách đây khoảng 6 đến 8 triệu năm. Từ phân tích cây phát sinh chủng loại bộ linh trưởng và những phân tích giống nhau của người và vượt người, chúng ta có thể rút ra kết luận như sau. Người và vượt người có nguồn gốc chung và có quan hệ họ hàng rất thân thuộc. Tinh Tinh có họ hàng gần nhất với người. Như vậy, người và vượn người có nhiều điểm giống nhau. Vậy, giữa người và vượn người, hoặc Tinh Tinh ngoài những điểm giống nhau thì có những điểm nào khác nhau hay không? Các em thử quan sát tiếp tục. Bộ xương của Tinh Tinh, bộ xương người. Thấy rằng cột sống người có đường cong chữ S cột sống tinh tinh có đường cong chữ C. Người có hiện tượng lồi cằm, tinh tinh chưa có hiện tượng lồi cằm. Tinh tinh có tai dài hơn chân, người có tai ngắn hơn chân. Một số điểm khác nhau giữa người và vượn người cho thấy người và vượn người từ một góc chung đã tiến hóa theo hai hướng khác nhau. Vậy, từ góc chung đã tiến hóa để hình thành người ngày nay như thế nào? Cô mời các em cùng tìm hiểu phần hai nhỏ các dạng vượng người hóa thạch và quá trình hình thành loài người qua phân tích cây phát sinh chủng loại bộ linh trưởng cho thấy từ góc chung của người và vượn người đã tiến hóa ra các hướng góc chung là một dạng vượn người hóa thạch Vượn người hóa thạch sống trên cây leo trèo bằng tứ chi có lông khắp cơ thể não bé khoảng 350 cm khối từ tổ tiên chung này phát sinh ra các hướng, trong đó có một hướng hình thành vượt người ngày nay và một hướng hình thành người. Trong hướng hình thành người thì loài đầu tiên phát sinh là loài Australopithecus, người tối cổ hay còn gọi là người vượn. Từ người tối cổ phát sinh ra loài Homo habilis là loài đầu tiên trong chi Homo chi người. Từ Homo habilis phát sinh ra loài Homo erectus từ Homo erectus phát sinh ra người hiện đại và nhiều loài khác, trong đó có loài Homo neanderthal. Sau đây, chúng ta tìm hiểu đặc điểm của các giai đoạn phát sinh loài người. Các dạng người Thứ nhất, người tối cổ, còn gọi là người vượn Australopithecus. Người cổ gồm người Homo habilis, người khéo léo. Người cổ Homo erectus, người đứng thẳng người cổ homo neanderthal người hiện đại homo sapiens sau đây chúng ta tìm hiểu đặc điểm của người tối cổ người tối cổ có hộp sọ khoảng 450 đến 750 cm khối hộp sọ đi bằng hai chân nhưng vẫn không về phía trước đi bằng hai chân nhưng còn không về phía trước. Tay được giải phóng khỏi chức năng di chuyển có thể cầm nắm một số công cụ. Nay có thể sử dụng một số công cụ thô sơ có sẵn, bàn đá, cành cây vân vân, nhưng chưa biết chế tạo công cụ lao động. Người Australoite, người tối cổ đã chuyển xuống sống dưới mặt đất. Họ sống thành bài đàn và chưa có nền văn hóa từ người Australopithecus đã tiến hóa hình thành nên chi Homo. Loài đầu tiên trong chi Homo là Homo habilis, người khéo léo. Người Homo habilis có một số đặc điểm sau: hộp sọ 600 đến 800 cm khối, đi thẳng đứng, tay đã giải phóng hoàn toàn khỏi chức năng di chuyển nên có thể chế tác và sử dụng một số công cụ bằng đá đây là một số công cụ của người Homo habilis. Người Homo habilis sống thành đàn, kích thước tương đối nhỏ khoảng 1,3m, nặng khoảng 30 đến 50kg. Từ người Homo habilis đã tiến hóa hình thành loài Homo erectus người đứng thẳng. Người Homo erectus có những đặc điểm sau: hộp sọ khoảng 900 đến 1.000 cm khối, có chiều cao lớn hơn so với người Homo habilis. Tay đã giải phóng khỏi chức năng di chuyển và có thể chế tạo một số công cụ bằng đá, bằng xương. Đây là một số công cụ của người Homo erectus. Đặc biệt, người Homo erectus đã biết dùng lửa. Họ biết dùng lửa để nấu chín thức ăn, xua đuổi kẻ thù, vân vân. Chúng ta rút ra như sau. Người Homo erectus, hộp sọ 900 đến 1000 cm khối, có dáng đứng thẳng, chưa có lồi cằm, dùng công cụ bằng đá, bằng xương, biết dùng lửa. Từ người Homo erectus đã tiến hóa hình thành người hiện đại Homo sapiens và nhiều loài khác, trong đó có loài Homo neanderthal. Như vậy người Homo Neanderthal không phải là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại mà lộc nhánh tiến hóa và đã bị tuyệt chủng cách đây khoảng 30.000 năm. Người Homo Neanderthal có những đặc điểm sau: Hộp sọ khoảng 1.400 cm khối Có lồi cằm lồi càm chứng tỏ có tiếng nói phát triển họ đã biết chế tạo và sử dụng công cụ đa dạng hơn. Một số công cụ như dùng dao sát, rìu mũi nhọn bằng đá silic. Họ đã biết dùng lửa thông thạo, có nghĩa là đã biết dùng lửa và kiểm soát lửa. Họ sống thành đàn và bước đầu có nền văn hóa. Như vậy, người Homo Neanderthal có nhiều đặc điểm giống so người so với người hiện đại. Tiếp tục chúng ta nghiên cứu về đặc điểm của người hiện đại. Người hiện đại Homo sapiens. Đây là người hiện đại. Người hiện đại có dáng đi và đứng thẳng. Kích thước cơ thể lớn hơn khoảng 1,5 đến 1,7 m. Hộp sọ phát triển khoảng 1700 cm khối. Họ đã có đầy đủ đặc điểm như người ngày nay, nhưng răng còn to khỏe hơn biết chế tạo và sử dụng nhiều công cụ tinh xảo. Một số công cụ của người hiện đại như sau. Dùng rìu có lỗ tra cán, lao có ngạch móc cao, kim khâu Người hiện đại đã sống thành bộ lạc, thành bộ lạc có nền văn hóa phức tạp, có mầm móng mỹ thuật tôn giáo. Đây là một ví dụ về kim tự tháp của người Ai Cập cổ đại. Như vậy các em đã nghiên cứu qua các giai đoạn phát sinh loài người. Chúng ta thử so sánh lại. Từ người tấu cổ, hộp sọ khoảng 450 đến 750 cm khối thì hộp sọ ngày càng phát triển từ người cổ đến người hiện đại. Hộp sọ lên 600 đến 800 cm khối, sau đó đến 1.400 cm khối và hiện nay có thể đến 1.700 cm khối người tới cổ đi không về phía trước thì người cổ đã có dáng đi và đứng thẳng. Người tới cổ sử dụng công cụ có sẵn thì người Homo habilis đã biết chế tác và sử dụng công cụ bằng đá. Người Homo erectus đã biết sử dụng công cụ bằng đá, bằng xương. Người Homo neanderthal đã sử dụng công cụ đa dạng. Người hiện đại đã sử dụng công cụ tinh xảo. Đặc biệt, người tối cổ, người Homo habilis chưa biết dùng lửa, thì người Homo erectus đã biết dùng lửa. Và người Homo neanderthal thì bắt đầu dùng lửa thông thợ. Người tối cổ, người Homo habilis, Homo erectus chưa có đời sống văn hóa, thì người hiện đại, xin lỗi, người Homo neanderthal đã bước đầu có đời sống văn hóa đến người hiện đại thì có đời sống văn hóa phức tạp vậy người hiện đại được phát sinh từ đâu có hai giả thuyết về địa điểm phát sinh loài người thuyết đơn vùng cho rằng người hiện đại phát sinh từ châu phi sau đó được phát tán sang các châu lục khác thuyết này được nhiều người ủng hộ thuyết đa vùng cho rằng Người homo erectus ở châu Phi phát tán sang nhiều châu lục khác sau đó mới tiến hóa thành người hiện đại. Các giả thuyết này các em có thể tìm hiểu thêm ở sách giáo khoa. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu nội dung 1. Tiếp tục cô mời em tìm hiểu phần 2 La Mã, người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa. Như chúng ta đã biết, quá trình tiến hóa hình thành loài người hiện đại trải qua một thời gian dài dưới tác động của các nhân tố tiến hóa. Có sự biến đổi về mặt cấu tạo cơ thể được gọi là tiến hóa sinh học. Vậy, người hiện đại có những đặc điểm nổi bật nào? Người hiện đại có một số đặc điểm nổi bật sau. Não phát triển. Não phát triển. Não lớn với nhiều cốc cuộn nếp nhăn cho phép phát triển tư duy trừu tượng. Cấu trúc thanh quản. Có hiện tượng lồi càm cho phép phát triển tiếng nói. Bàn tay có các ngón tay linh hoạt, ngón cái đối diện với các ngón khác, cho phép cầm nắm, chế tạo và sử dụng nhiều công cụ tinh xảo. Kích thước cơ thể người hiện đại lớn hơn, kích thước lớn hơn. Nhờ đó, con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên, tuổi thọ con người cao hơn. Như vậy, đối với người hiện đại, sự phát triển tiếng nói và chữ viết được xem là hệ thống tín hiệu thứ hai mà chỉ có ở người không có ở vượn người. Nhờ phát triển tiếng nói và chữ viết, con người có thể dạy cho nhau, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, nhờ đó xã hội ngày một phát triển. Vậy, từ khi người hiện đại được hình thành đến nay có tiếp tục tiến hóa hay không? Từ khi người hiện đại được hình thành đến nay, về mặt sinh học vẫn có tiến hóa nhưng không có biến đổi lớn. Chủ yếu từ khi người hiện đại đến nay chủ yếu tiến hóa về mặt xã hội, tiến hóa văn hóa. Vậy, sự tiến hóa văn hóa được thể hiện như thế nào? Sự tiến hóa văn hóa được thể hiện từ chỗ người nguyên thủy chỉ biết sử dụng công cụ bàn đá thô sơ để tự vệ, săn bắn thú rừng. Sau đó, con người biết dùng lửa để nấu chín thức ăn, xua đuổi thú dữ. Từ chỗ lang thang ở trần kiếm ăn con người đã biết tạo ra quần áo, biết tạo ra lều trú ẩn. Từ chỗ con người biết hợp tác nhau trong việc sang bán, hái lượm, thì con người đã biết trồng trọt, chăn nuôi và dần dần nghề trồng trọt, chăn nuôi ngày một phát triển. trồng trọt, chăn nuôi phát triển với năng suất, cái quả, chất lượng ngày một cao đáp ứng đủ nhu cầu của con người. Không những phát triển về nông nghiệp mà còn phát triển về công nghiệp, phát triển về khoa học công nghệ. Từ đó, làng mạc đô thị xuất hiện và ngày một phát triển. Làng mạc đô thị phát triển. Như vậy, chúng ta có thể rút ra sự tiến hóa văn hóa như sau. Sự tiến hóa văn hóa được thể hiện. Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn, xua đuổi vật dữ. Biết tạo ra quần áo, lều, trú ẩn. Nhà cửa, làng mạc, đô thị xuất hiện xã hội ngày càng văn minh. Biết trồng trọt, thuần dưỡng vật nuôi, phát triển nghề nông, phát triển công nghiệp, phát triển khoa học công nghệ. Trong vài thập kỷ qua, với sự phát triển của khoa học công nghệ, đời sống vật chất và tinh thần của con người đã được cải thiện đáng kể. Nhờ đó con người thích nghi tốt với môi trường mà không cần biến đổi về mặt sinh học. Nhờ có sự tiến hóa văn hóa mà con người đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên, có ảnh hưởng nhiều đến chiều hướng tiến hóa của các loài khác và có khả năng điều chỉnh chiều hướng tiến hóa của chính mình. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải tích cực học tập, rèn luyện để làm chủ khoa học, công nghệ, để có thể chế tạo ra những công cụ, máy móc, phương tiện phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng không quen tạo nên một môi trường sống trong sạch, lành mạnh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay loài người chúng ta đang đối mặt với đại dịch COVID-19. Vì vậy, bản thân mỗi chúng ta cần phải có ý thức, trách nhiệm, thực hiện đúng, đầy đủ, khoa học, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội. Cô tin rằng với sức mạnh, trí tuệ tinh thần đoàn kết của chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và đưa xã hội ngày một phát triển đi lên. Như vậy, các em đã nghiên cứu nội dung bài 34. Sau đây, các em thử trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi 1. Dạng vượng người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhắc? A. Vượng B. Đùi ươi C. Tinh tinh D gorilla. Ở câu 1 chúng ta chọn đáp án đúng là C tinh tinh. Câu hỏi 2. Loài nào sau đây xuất hiện đầu tiên trong chi Homo? A Homo habilis, B Homo neanderthal, C Homo erectus, D Homo sapiens. Ở câu hỏi 2, các em dễ dàng chọn được đáp án đúng là A Homo habilis. Câu hỏi 3. Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở người hiện đại mà không có ở vượt người ngày nay? A. Có bốn nhóm máu. B. Có hệ thống tín hiệu thứ hai. C. Nuôi con bằng sữa. D. Khả năng biểu lộ tình cảm. Ở câu hỏi 3, chúng ta chọn được đáp án đúng là B. Hệ thống tín hiệu thứ hai. Hệ thống tín hiệu thứ hai, tiếng nói và chữ viết chỉ có ở người hiện đại mà không có ở các loài vượt người. Câu hỏi 4. Trong quá trình phát triển của loài người, nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo ở giai đoạn nào sau đây? A. người tối cổ. B. người cổ homo. C. vượn người hóa thạch. D. người hiện đại. Ở câu hỏi 4, chúng ta chọn đáp án đúng là D. người hiện đại. Câu hỏi năm. Nhiều đặc điểm giống nhau giữa người hiện đại và vượt người, người ngày nay chứng tỏ A. Người và vượng người tiến hóa theo hai hướng khác nhau. B. Vượng người ngày nay là tổ tiên của loài người. C. Người và vượng người ngày nay có đời sống giống nhau. D. Người và vượng người ngày nay có quan hệ họ hàng gần gũi. Ở câu hỏi 5, chúng ta chọn đáp án đúng là D. Người và vượng người ngày nay có quan hệ họ hàng gần gũi. Như vậy, các em đã nghiên cứu xong nội dung bài học. Cô cảm ơn các em đã rất tích cực tự giác học tập chúc các em thành công thân ái chào các em